Xin chào các bạn có khỏe không? Tôi á, tôi rất là khỏe. Hôm nay thì chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề loạn thị là gì. Có nhiều người nói với tôi những ngày loạn thị có nghĩa là nhìn dâu ông nọ cắm cằm bà kia, hay là nhìn đàn ông thì đàn bà, hoặc là nhìn lung tung hết cả, cho nên người ta gọi là loạn thị là như vậy. Nhưng mà sự thực thì không phải như vậy đâu. Loạn thị ở trong nhãn khoa thì nó ý nghĩa khác hoàn toàn. Như lần trước tôi trao đổi với quý vị đó, là đối với một mắt chính thị đó, thì ảnh sau khi nó đi qua ảnh của một vật đó, sau khi đi qua hệ thấu kính của mắt, tức là giác mạc và thủy tinh thể, thì nó sẽ rớt trên võng mạc, thì mắt đó là mắt bình thường, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tưởng tượng cái giác mạc của chúng ta giống như một cái trái banh, chúng ta cắt một nửa ra thì chúng ta sẽ có một hình cầu, thì các cái kinh tuyến của nó sẽ có cái bán kính cong nó đều nhau hết, có nghĩa là trái banh nó tròn. Thế bây giờ chúng ta cắt cũng cắt một nửa trái banh ra và chúng ta sẽ banh ngang như vậy, thì có phải là cái đường kính ngang của cái đường kính ngang của cái trái banh đó nó sẽ lớn hơn đường kính dọc, đúng không ạ? Mà nói theo cái nhãn khoa đó thì cái bán kính cong của cái đường kính ngang đó, là sẽ cao hơn là cái đường kính dọc, và điều đó không có nghĩa là cái công suất của cái đường kính ngang đó, nó sẽ thấp hơn là so với đường kính dọc, tại vì bán kính của nó lớn hơn thì công suất nó sẽ thấp hơn. Nó là cái rất là phức tạp như vậy, nhưng mà đại khái nó là như vậy. Cái kết cục là như vậy. Khi chúng ta có một cái vật và nó đi qua cái hệ thống thấu kính của giác mạc mà có các cái kinh tuyến không đều nhau như vậy đó, thì nó sẽ tạo cái ảnh, và các ảnh này nó không nằm trên cùng một mặt phẳng. Bởi vì ảnh của một vật đi qua cái kinh tuyến ngang mà có công suất thấp thì nó rớt ra phía đằng sau, còn đi qua kính tuyến dọc có công suất cao thì nó sẽ rớt ra phía trước. Như vậy là chúng ta có một vật thì chúng ta đi qua cái hệ thống kính không đều như vậy thì nó sẽ tạo ra hai cái ảnh không nằm trên cùng một mặt phẳng. Bây giờ giả sử chúng ta có một ảnh nằm trên võng mạc thì không phải là chúng ta sẽ nhìn rõ cái ảnh đó, còn cái ảnh kia thì đương nhiên sẽ không nằm trên võng mạc và nó sẽ tạo ra một cái bóng mờ, nó nằm đè lên cái hình ảnh mà chúng ta nhìn rõ. Như vậy thì cái người loạn thị người ta sẽ nhìn như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ tưởng tượng như là chúng ta xem TV chẳng hạn, chúng ta thấy cô phát thanh viên làm như cô ấy có một cái bóng mờ nó đè lên trên, thì đấy là hình ảnh của người loạn thị người ta thấy. Chúng ta xem cái hình, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Hoặc là nhìn cái mặt đồng hồ đó, chúng ta thấy cái các cái mạch của cái đồng hồ mà có cái chỉ số La Mã đó, nó cứ nhòe nhòe hết cả đi. Hoặc là nhìn người có một cái bóng nằm kế bên, ví dụ như vậy, thì đấy là những cái biểu hiện của loạn thị. Và như vậy thì chúng tôi đã trao đổi quý vị thế nào là loạn thị. Và loạn thị không phải là nhìn lung tung, đúng không ạ? Loạn thị chẳng qua nó là do cái giác mạc nó không được tròn đều, và do đó cái công suất đi qua các cái kinh tuyến khác nhau của giác mạc sẽ tạo ra những cái ảnh khác nhau không nằm trên cùng một mặt phẳng, và do đó người bị loạn thị cũng không nhìn rõ. Loạn thị là một tật khúc xạ mà chúng ta có thể điều chỉnh, tức là tật khúc xạ này bằng kính ra ngoài chẳng hạn, hoặc là kính tiếp xúc, hoặc là phẫu thuật khúc xạ. Như vậy là tôi đã trao đổi xong với quý vị về loạn thị. Nếu quý vị thích những cuộc trao đổi trò chuyện như vậy thì hãy đăng ký ở phía dưới, và nếu muốn quý vị có thể yêu cầu để lần sau tôi sẽ giải đáp quý vị về những chủ đề khác của nhãn khoa. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề lần sau.